Hello các bạn. Chiều nay là Spring Break nha các bạn. Trời ngoài trời rất là mát và rất là đẹp nha các bạn, trong xanh. Hôm nay mình có một cái buổi nhậu. Nhưng mà rất đặc biệt là mình chỉ nhậu có một mình thôi nha các bạn, không có bạn nhậu. Cho nên các bạn thấy trước mặt mình rồi đó thì chỉ có một chai bia ha. Ok. Và một dĩa khô mực nè các bạn, khô mực nướng nha. Đây là khô mực nướng. Thơm lắm các bạn ơi. Khô mực nướng xé nha, khô mực này đem từ Việt Nam qua đó các bạn, rất là thơm nha. Sau khi mà nướng lên á, rồi xé ra từng sợi như vậy nè các bạn, thì ăn rất là ngon nha. Thì sau đó thì mình sẽ chấm với lại tương ớt nè các bạn, rất ngon nha. Bây giờ mình sẽ trước đó thì mình phải đổ bia ra ha các bạn ha. Đây, cái loại bia này là bia Budweiser nha, bia Mỹ đó các bạn, bia Mỹ. Rất là thơm nha các bạn. Bây giờ mình rót bia ha. Ai chiều buồn quá cho nên nhậu một mình ha. Một mình nha, nhậu một mình ở Mỹ đó các bạn, chiều một mình nhậu một mình ở Mỹ nha. Bây giờ mình thử hớp một ngụm bia bia ướp lạnh, bia lạnh nha. Đây nè các bạn. Bia, cái mùi bia nó thơm quá các bạn ơi, cái mùi bia rất thơm nha. Thì cuộc đời mà ha, thì cả tuần đi làm mệt mỏi rồi, cuối tuần thì mình tự thưởng cho bản thân mình một ly bia mát lạnh và một đĩa khô mực uống để mà enjoy nha các bạn nha. Bây giờ mình thử thưởng thức nha. Ngon quá. Và bây giờ mình lấy một miếng khô mực mình chấm với lại tương ớt nha các bạn. Quá ngon, ngon quá. Cảm giác như là mình đang ngồi ở một cái quán vỉa hè ở Việt Nam đó các bạn ha. Chiều chiều mà mình đi làm về á, giờ mình ngồi mình uống một vài vài chai bia ha, rồi một ít mồi với lại các bạn bè thân thiết của mình đó các bạn, quá là đã luôn. Nhưng mà ở Mỹ thì không có những cái vấn đề đó, cho nên mình chỉ được nhậu một mình thôi nha. Ở Mỹ thì mình lái xe cho nên mình cũng không có thể mà đi đâu đó mà uống rồi lái xe thì rất là nguy hiểm, cho nên mình chỉ được nhậu ở nhà thôi nha các bạn nha. Rồi có gì á, ngủ xong rồi là cứ lăn ra mà ngủ thôi. Cuộc đời rất là tuyệt vời ha các bạn. Sau một tuần mệt mỏi đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình ha các bạn, rồi mình tự mà thưởng thức cho bản thân, enjoy cho bản thân nè các bạn nha, bằng một ngụm bia lạnh nha các bạn. Đây, so beautiful, rất là đẹp nha, rất đẹp nha các bạn. Tuyệt vời. Mùa xuân cây cỏ thiệt là mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Mình ngồi uống một ngụm bia lạnh, ăn vài miếng khô mực vô, nghe không? Cảm giác thiệt là tuyệt vời. Mặc dù là không có bạn nhậu nha các bạn, nhưng một mình vẫn enjoy, vẫn thoải mái nha các bạn. Đây, đây một con khô mực mà mang từ Việt Nam qua nè các bạn. Rất thơm nha. Khi mà mình nướng xong đó, xé thì nó rất là mềm nè các bạn. Đó, từng sợi khô mực nó vậy nè các bạn ơi. Nha. Các bạn thấy không? Rất là đã, rất là ngon. Nha. Và chấm với cái tương ớt này nữa nè các bạn. Quá đã. Số 1, số dắt. Chiều cuối tuần là như vậy đó các bạn. Chiều cuối tuần của bên Mỹ đó các bạn. Của một người đàn ông Việt Nam. Enjoy cuộc sống Mỹ là như vậy đó các bạn, nó đơn giản lắm, thấy không? Ngày thường thì chúng ta đi làm cực lực, thấy không? Đầu tắt mặt tối lo cho gia đình ha, cuối tuần chỉ có một thú vui nho nhỏ vậy thôi, tao nhã nha các bạn nha. Uống vài ngụm bia vô, cuộc đời nó thật là thoải mái đó. Còn gì bằng nữa ha các bạn ha.
Đó. Hãy tự thưởng cho bản thân của mình là như vậy đi các bạn. Rồi ngày mai mình lại tiếp tục hành trình của cuộc sống nha các bạn. Thấy không? Mà phải đi làm vất vả đầu tắt mặt tối, lại một cái chu kỳ, ngày mai là ngày thứ hai, lại cùng một chu kỳ của công việc là bắt đầu đó các bạn. Hôm nay chúng ta cứ enjoy thoải mái cho bản thân của mình đi, tự tạo cho niềm vui cho bản thân nha các bạn. Mình lại mời các bạn thêm một cụm bia nữa nè, quá đã luôn. Và lại một miếng khô mực nữa nha. Các bạn thấy đó, sống ở Mỹ nó đơn giản thôi, cũng không có cầu kỳ lắm đâu. Mình chỉ có thú vui nho nhỏ như vậy thôi. Đó, nếu như mà bạn nào đồng ý cho mình đó, thì cho mình một like và để đời bình luận nha. Hy vọng là các bạn thích cái video này của mình nha. Và nếu bạn nào mà muốn làm bạn nhậu của mình đó, thì liên lạc với mình nha. Bây giờ thì mình chào tạm biệt để mình tiếp tục cuộc nhậu nha các bạn. Bye bye. See you again. Chúc một ngày vui vẻ. Happy nha các bạn.